Rồi, anh em để tới điểm mới rồi. Hai, quên mến chào quý anh chị để quay lại với video của quên nha. Hôm nay anh em quên vừa mới chuyển đến đảo. Đây là đảo Sinh Tồn thuộc vực Trường Sa. Đảo này thì gần các đảo Việt Nam chúng ta do Trung Quốc chiếm đóng trái phép á. Phía bên này là đảo Uyghur, đảo của Việt Nam chúng ta do Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Thì nó để bồi đắp nhân tạo lên một đảo lớn rất là to luôn. Đảo này có tên gọi là đảo Uyghur nha quý anh chị. Hiện tại thì chỗ này anh em đang có làm ở cái gò này. Gò này thì nước rất là cạn luôn. Tại dọc xuống là thấy cạn rồi. Nói chung thì cái chuyến đầu mùa này thì anh em chạy về đảo Sinh Tồn này á để núp lạc. Chuyến đầu mùa này thì lời thì rất là thoải. Có đôi lúc thì không ít thì mà êm lắm. Khoảng tháng 2 đến tháng 3 là sẽ êm lại thôi. Chuyến này là anh em quên mong rằng sẽ có nhiều hải sản để quay gửi đến cho mọi người xem. Nhưng mà hải sản tại đảo Trường Sa. Tại thì tới tuổi thì anh em sẽ ngồi nghỉ ngơi, ăn bánh gì đó. Rồi chờ đến giờ tối để lặn ha. Rồi bây giờ thì anh em quên sẽ chờ đến tối nha. Trời đã tối rồi cô chú chị. Anh em sẽ chuẩn bị xuống sông hải sản để quay gửi đến cho mọi người xem tại đảo này nha. Tại đảo cái gò này rồi sẽ có những hải sản gì. Rồi đi thôi. Rồi, quên chào cô chú chị nha. Đã lề lặng biển của quên vào Trường Sa. Hôm nay thì anh em quên để vừa chuyển đến đảo mới, đó là đảo Sinh Tồn. Giờ thì quên để đáp trạng, chỗ này anh em quên lặng nó sẽ rất cạn luôn. Bây giờ thì đi thôi. Quân mong rằng đêm nay sẽ bội thu. Chỗ này thì Quân để phát hiện một con cua đỏ đầu tiên nè. Cua đỏ thì anh em Quân sẽ bắt lên để vắn cái càng lại bằng keo để cho nó khỏi cắn. Là cua đỏ thì ăn rất là ngon và bổ nha. Đấy, cua này thì Quân sẽ kẹp lại để bỏ về vợt. Chứ mà xem cái càng da thì nó sẽ cắn cái vợt và phải bỏ về vợt. Không có được đâu. Chỗ này qua đây phát hiện một con ốc khoe. Ốc khoe thì lóng đầu mùa thì khá là nhiều luôn. Tại vì thì 2-3 tháng mới ra ngoài Trường Sa, cho nên thì ốc thì sinh sản rất là mau. Chứ đầu mùa thì em nhờ anh em quên bắt là ốc khoe nha. Một con cái trắng này. Đây, quên đã săn được rồi. Đó là một con cái to mắt. Con này cũng khoảng 1 kg hơn. Chỗ này thì Quang đã phát hiện một cái con cua gì đó. Để Quang sẽ lùa nó ra ngoài này. Đấy, đây là một con cua mặt lăng. Wow, cua mặt lăng thì ăn rất là ngon luôn. Ngon hơn cua đỏ nhiều. Là cua mặt lăng thì anh em Quang bán có giá là khoảng 400-500 nghìn một ký. Wow, cua mặt lăng thì anh em Quang lâu lâu mới được thôi. Tại vì anh em Quang ít lặn cạn cho nên sẽ không thường xuyên gặp nó. Nó thì thường xuyên là ở trong cạn nhiều. Chỗ này Quân đã săn được một con cá. Đây là một con cá mú đen. Mú này thì ăn cũng rất là ngon và thơm luôn. Lại thêm một con ốc khoe này. Đấy, cứ lặn ở cạn thì sẽ gặp những con ốc khoe thôi. Ốc khoe thì thường xuyên nó sẽ sinh sản bằng ở trong cạn. Còn ở ngoài nước sâu thì khoảng 9-10 sải tay thì lâu lâu mới được một con. Nó thường xuyên là ở răng càng nhiều nha. Cứ vô răng càng thì sẽ gặp ốc khoe thôi. Đây, nữa nè. Đấy, con này con nói là khá là to luôn.
cái gò này cũng có gió ốc que đây. Quên đi, nãy giờ cũng bắt được khá là nhiều rồi. Wow, cái này có nói rất là to luôn. Chỗ này thì qua đã phát hiện một con cá mó. Rồi, để săn được rồi. Đó là một con cá mó trắng. Wow, cá mó trắng thì nó rất là mạnh luôn ha. Ồ, đây. Nó to to cực kỳ luôn. Con này khoảng 2 ký mấy luôn em. Rồi do thì anh em quên để đi hết các quảng không có hải sản, anh em quên phải lên cano để chạy đi cái gò mới để làm. Tại vì gò sinh tồn thì rất là nhiều cái gò để anh em quên săn hải sản. Do thưa thì anh em quên phải cố gắng để lên để chạy đi cái điểm khác để làm. Tại vì một đêm chỉ có 6 tiếng rưỡi thôi, anh em quên phải tranh thủ ha. Rồi để tới điểm rồi, giờ thì quên sẽ nhảy xuống để săn bắt nữa nè. Rồi đi thôi. Quên mong rằng cái gò này sẽ bội thu. Đấy, cứ đảo sinh tồn thì gò nào gò nấy thì rất là cạn. Quên vừa nhảy xuống thì để đếp dạng rồi. Chỗ này thì quên lặn nước khoảng đâu đó 3 phút xả tay. Rồi đi thôi nè. Ô, một con cái mắt quỷ nè. Quên vừa tới cái gò mới đã được một con cái mắt quỷ rồi. Quên này rất là may mắn luôn. Chà, con này rất là đỏ luôn nè. Tại cái mắt quỷ thì nó nguyệt lan rất là giỏi luôn. Đây, con này cũng khoảng 1 ký hơn. Kế thì anh em quên đem về bán khoảng đâu đó 950.000 một ký. Rất là được tiền. Là cái này thì có rất là nhiều chất đạm. Ồ, cái gò này tính ra là rất là may mắn nè. Anh em quên vừa mới đi một đạn đã được 2 con này, con này có thứ hai. Chà, anh hai quên để gặp rồi. Ồ, con này cũng khoảng 1 ký mấy đó. Ôi, nguyệt lan thì nó cũng nó nằm yên như thế này à, nó cũng chạy đeo xe. Có nguyệt lan thì bằng cách là nó sẽ chờ con mồi tới ngay miệng nó thì nó sẽ đốt ngay. Coi vậy mà nó bắt mồi rất là giỏi luôn, sát thủ hàng đầu. Một con hạ sâm gai, cứ được một con hạ sâm gai thì qua để kiếm được 80k. Đây là một con cua nhện nè. Cua này thì nó bằng đá luôn nè. Là cua này thì ăn rất là ngon và thơm luôn. Đấy, nó như là cục đá vậy. Một con ốc khoai nữa nè. Cô cứ đi một đoạn thì gặp nó thôi. Ồ, hai con ốc khoai nằm một đống luôn nè. Rồi, con này bắt được rồi. Wow, con đã phá này tới tiếp tục phát hiện ốc khoai nữa. Ồ, có cái lê, có gò này là có khoe nhiều nè. Anh em qua nãy giờ cũng đi cũng gặp nhiều rồi. Thế là tuyệt vời luôn. Đấy, cứ lúc nào mùa thì sẽ gặp ốc khoe rất là nhiều. Đấy, ở trong vợ của anh cũng để có một mớ rồi. Mớ bắt có một tí thôi mà để được mấy chục con rồi. Đây, nữa nè. Wow, bắt rất là sướng luôn. Đấy, cứ gặp hải sản thì qua sẽ phải thử xem còn hay không nha. Đấy, ở trong vợt của nó cũng đã được khá là nhiều rồi. Nói chung thì ốc que thì nó nằm thì có đôi lúc thì nằm đống luôn, bắt mỏi tay luôn. Đấy, hai con luôn nè. Wow, cực kỳ là tuyệt vời luôn.
Ô là chỗ này quên để phát hiện thêm một con cua mặt lăng nữa. Rồi quên để bắt được nó rồi. Chà con này con nói rất là to luôn. Ô nhìn mẹ quên để thêm rồi. Đấy cua mặt lăng thì quên sẽ kẹp hai cái càng nhỏ ở dưới, chứ mẹ cầm hai cái càng lớn không có được. Wow lạ lè ốc khoai nữa nè. Chà đêm nay anh em bội thu rồi đây. Có ngày mai đem lên luộc rồi. Cứ đi một đàn lại để gặp nó luôn. Mùa bát sẽ là sướng luôn này của chúng chị. À, do nãy giờ thì quân bắt nhiều quá, quân để nháy đèn giường của quân để kéo lên, kéo cá to lên rồi. Bây giờ thì quân phải còn cái vợt này để tiếp tục bắt hải sản. Thôi chỗ này thì quân để nháy đèn giường của quân để thả dây đáy này xuống để quân sẽ kẹp cá vợt để giường của quân kéo ốc lên. Tại vì thì bắt mấy chục con thì rất là nặng, kéo đi thì rất là mỏi luôn. Chỗ này thì anh em để rất là may mắn này, để gặp một con cái mắt quỷ về để nháy đèn quân lại. Wow, cứ gặp mặt quỷ thì quân rất là mừng luôn. Cứ gặp một con cái mắt quỷ thì anh em quân cứ ngắm ngắm hoài hả. Nhìn nó xấu thế thôi mà nhưng mà cứ ngắm miết luôn. À, anh em quân đã bắt được rồi. Chà con này rất là to luôn nè. Ồ cầm trên tay thì 1 triệu mấy thì rất là mừng luôn của chúng chị. Một con ốc bệ này. Ốc bệ thì quân sẽ bán con nha. Đâu đó khoảng 5-60 nghìn một con. Ô hết xe thì quân đã phát hiện thêm ốc bệ nữa nè. Chà ốc bệ thì con này con nói rất là to. Là ốc này thì cái ruột của nó ăn rất là ngon nha. Về thơm luôn. Chỗ này thì quân lẽ lấy cái to mới xuống rồi. Ốc thì để hết quảng ốc khoe. Cho nên anh em quân sẽ lấy những cái tòi mới xuống để bắt. Rồi chỗ này quân đã săn được một con cái mó này. Đây là một con cái mó trắng. Wow cái mó tại khu vực rừng xe thì con này con nói rất là to và bự luôn. Chỗ này quân đã phát hiện một con cá thèn. Rồi để săn được rồi. Ô nó chạy ra ngoài rồi. Để quân sẽ cố gắng để bắt nó. Tại vì nếu mà không bắt được thì nó sẽ chạy đi một tí, nó sẽ yếu đi thôi. Anh em quân phải cố gắng để bắt nó nha. Rồi nó nè. Rồi để được rồi. Cái này thì về nấu kho thì khó nói luôn. Rất là ngon. Ồ, có lẽ là chưa có hết quảng ốc que. Cho nên anh em quân vẫn tiếp tục bắt ốc que này. Chà, cũng đi một quảng này được 2 con, 3 con. Có đôi lúc thì gặp nằm đống luôn. Anh em quân bắt mỏi tay luôn này. Ô, chỗ này 3 con luôn này của chúng chị. Wow, 4 con luôn. Ô, một chỗ này thì 4-5 con luôn. Ô, nó giải rẽ rất là nhiều. Nói chung thì cứ gặp một con thì quân sẽ phải ánh đèn nha. Để thử xem còn hay không. Không còn thì quân sẽ đi chỗ khác để bắt. Đây nữa này. Chà con này con đấy rất là to và bự luôn. 2 con luôn. Wow một chỗ này 3 con luôn này. Đấy cứ đi bắt một con thì sẽ phải ánh đèn, mai đây thì còn.
còn không thì sẽ đi cái chỗ khác để bắt. Đấy, nói chung thì nó nằm rải rác vậy lắm của chú anh chị. Rồi, có lẽ là hết rồi. Ô, chỗ này thì anh em Quân mê bắt ốc quá. Bây giờ thì cũng đã đến giờ lên cano luôn. Rồi, bây giờ thì Quân sẽ lên cano nha, bằng giờ đấy này. Để Quân sẽ lên cano về, Quân sẽ qua thành quả để gửi đến cho cô chú chị xem. Đây, anh em mới vừa lên cano nha. Thì anh em gặp một mớ ốc khoe, cho nên để rút điểm bắt ốc que cô chú chị. Nếu mà ốc que thì ở trong thì rất là nhiều luôn. Đây. Anh em để may mắn đằng này để trúng ốc que ha. Que ốc này cũng lấy rất là to luôn cô chú chị. Giờ anh em qua sẽ vào vô để mà đem lên tàu để luộc ha. Nếu mà nhiều thì anh em sẽ đem lên luộc nha, còn ít thì sẽ đỡ dưới cano. Ở cano thì anh em quên cũng có một mớ rồi. À, giờ anh em của anh cũng kiếm được 3 con cái mắt quỷ. À, còn nữa này, 2 con và còn 1 con nữa. Anh em Quân sẽ đem lên về xì dê cho cũng không có hơi nha. Nếu mà có hơi thì nó không có lặn xuống dưới được. Rồi, cái chuyến nào mùa thì đa số là có ốc que nha cô chú chị. Tại vì nhưng ở không ai đi khoảng 3-4 tháng, cho nên ốc que nó cũng rất là nhiều luôn. Đằng này anh em Quân cũng kiếm được 3-4 con và dép về bè có cái mặt quỷ. Nói chung là đủ loại nha, đủ loại. Hay gì cũng có, mực nàng này. Ok anh em qua xe về bộ vợt nha. Để mai đem lên tàu. Que này thì rất là ngon nha, ngon lắm. Chưa đồ gì để được một vợt rồi, chắc cũng khoảng này cũng khoảng 3-4 vợt đó của chú chị. Đặt lưới thì anh em đi có một tí thôi nên và chạy đi cái điểm khác. Giờ để may mắn tới cái điểm trúng ổ que và một vật cá. Ổ que anh em qua sẽ bỏ xuống dưới hầm này nha. Còn mấy con hải sâm mũ ấy. Rồi bây giờ thì anh em qua sẽ nghỉ ngơi tí và sẽ tiếp tục lặn tăng tiếp theo nha. Thì cứ lặn lên thì sẽ nghỉ ngơi cho nó khỏe rồi sẽ tiếp tục lặn. Rồi cứ lặn ha tăng thì anh em có sẽ nghỉ ngơi ăn cơm nha, ăn cơm cho no. Để lặn một tăng sáng nữa sẽ về tàu. Hôm nay thì anh em ăn món đó là mực sông đầu, mực lé sông đầu nha cô chú chị. Lé rất là ngon luôn. Dòng đầu tại đảo Trường Sa. Cậy
gì vậy hả? Rồi. Đây. Đầm tới cái. Đầm wow. Ngon cực kỳ luôn nè quý anh chị. Đấy. Anh em quên vừa ăn cơm thì nhảy xuống thì để hải sản thưa, cho nên anh em quên sĩ lên cano luôn về để chạy về tàu để nghỉ ngơi luôn nè. Chỗ này thì anh em để về ốc rồi hết rồi. Đấy, đây là thành quả một đêm của anh em quên bắt ốc que thì rất là nhiều. Không may mắn thì anh em quên lặn tăng sáng thì không có, cho nên phải chạy về tàu luôn. Rồi bây giờ thì quên chân thành cảm ơn quý chú chị để xem video nha. Nếu thấy hay thì tặng cho quên một like và đăng ký. Rồi bây giờ thì bye bye.